văn Thạch Lam từng nói rằng công việc của nhà văn là phát hiện ra vẻ đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm đến cái đẹp kín đáo và bị che lấp của sự vật để cho người đọc một bài học trông nhìn thưởng thức. Quả đúng vậy, nhà văn phải là người lặn sâu vào đại dương cuộc đời, tìm kiếm những hương vị mặn mòi của biển cả cuộc đời, là những vẻ đẹp kín đáo và bị che lấp của con người. Trong suốt hành trình sáng tác của mình, Tô Hoài luôn không ngừng tìm kiếm những vẻ đẹp ấy trên từng sáng tác và gửi gắm vào những nhân vật cụ thể. Đọc truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, đặc biệt là đoạn văn miêu tả diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, người đọc nhận ra vẻ đẹp kín đáo và bị che lấp của nhân vật Mị, cũng như thân phận đầy bi kịch của người lao động miền núi Tây Bắc trước khi cách mạng về. Tô Hoài được coi là cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Ông sáng tác theo xu hướng hiện thực, đi sâu vào trong đời sống thực tại và diễn tả sự thật của đời thường. Tô Hoài thường quan niệm, viết văn là quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ thần tượng trong lòng người đọc. Hơi thở cuộc sống luôn đầy ắp và hiện rõ trên từng trang viết của nhà văn Tô Hoài, đưa ông cùng nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi khác làm nên mùa gặt ngoạn mục nhất của văn học Việt Nam thế kỷ 20. Vợ chồng A Phủ là truyện ngắn hay nhất của tập truyện Tây Bắc. Đó là kết quả của chuyến đi kéo dài 8 tháng theo bộ đội giải phóng lên vùng Tây Bắc vào năm 1952 của ông. Qua nhân vật Mị, nhà văn được mệnh danh là người con cả của mảnh đất Tây Bắc linh thiêng ấy, đã cho chúng ta cái nhìn toàn sắc hơn về cuộc sống và vẻ đẹp tâm hồn của con người miền núi cao Tây Bắc. Trước đoạn trích, nhà văn Tô Hoài đã khiến người đọc không khỏi xót xa về cuộc đời của một cô gái nghèo miền núi. Trước khi về làm dâu nhà thống lý, Mị là một cô gái xinh đẹp, tự do, hiếu thảo. Mị uốn một chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Cô có đầy đủ những yếu tố để xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc. Ấy vậy mà, chế độ thực dân phong kiến miền núi đã lợi dụng cường quyền, thần quyền và những hủ tục đầy đọa Mị, đẩy Mị vào chốn ngục thất tinh thần, làm cho cô mất hết ý thức đấu tranh, bào mòn sự sống và ý thức vươn lên. Chế độ phong kiến miền núi cùng với chính sách cho vay nặng lãi, cùng tập tục cướp vợ đã trói Mị vào món nợ truyền kiếp không có lời nguyền để giải. Tưởng như cuộc sống của Mị cứ kéo dài mãi những chuỗi ngày cam chịu nhẫn nhục đến đau đớn ấy. Tưởng như tâm hồn của Mị đã nguội lạnh rồi đóng băng theo những chuỗi ngày ấy. Nhưng không, sức sống mãnh liệt của Mị như ngọn lửa đã được thổi bùng lên mạnh mẽ khi đêm tình mùa xuân đến. Tâm hồn Mị hồi sinh, bởi cô sao có thể thờ ơ trước không khí mùa xuân đang đến với gió thổi vào cỏ xanh vàng ửng và những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ. Mùa xuân là mùa tình, mùa xuân là mùa của những người con trai mèo đi tìm bạn tình, là mùa của hạnh phúc lứa đôi, thiên nhiên chuyển mùa và những vang động của cuộc sống đã tác động đến tận sâu, góc khuất tâm hồn, vốn tưởng chừng đóng băng, vĩnh viễn, nay đang tan rã dần trong con người của Mị. Đặc biệt, khi cô nghe thấy âm thanh của tiếng sáo và sự vang vọng của nó khiến tâm hồn của Mị vốn như một tảng băng bây giờ đang tan dần. Các giác quan mở rộng, từ thị giác đến thính giác, Mị thấy lòng thiết tha bồi hồi. Bởi bài hát ấy lâu rồi Mị không hát, điệu sáo ấy lâu rồi Mị không thổi. Mị ngồi nhẩm lại bài hát. Trước đêm tình mùa xuân, những yếu tố thuộc về con người như cảm xúc, tiếng nói, ý thức đã mất dần ở Mị. Cô sống trong câm lặng, vô hồn và vô cảm. Vậy mà giờ đây, trong lòng Mị lại thiết tha bồi hồi. Cô đang ngồi nhẩm lại bài hát, dường như cảm xúc, tiếng nói đang dần trở lại trong con người của Mị. Tiếng sáo, thứ âm thanh của tuổi trẻ, của tình yêu, của tự do đã ùa vào tâm hồn của Mị, đánh thức miền quá khứ đẹp đẽ, ngọt ngào của thời con gái. Cái ngày có biết bao nhiêu người mê, trai làng ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Cảm nhận được cơn sóng lòng đang trỗi dậy mạnh mẽ,
Mị lén lấy hũ rượu, uống ực từng bát. Phải chăng mị đang muốn lấy cái cay đắng của men rượu để làm vợi đi cái cay đắng của cuộc đời mình? Thế nhưng cũng như nữ sĩ Hồ Xuân Hương thuở nào, chén rượu hương đưa say lại tình. Càng uống mị càng tỉnh thức, muốn tìm quên thì nỗi nhớ lại càng tìm về. Hơi thở nồng nàn của men rượu đã đưa mị từ cõi quên trở về với cõi nhớ, để trong lòng cô ấy lại sống về ngày trước. Mị vẫn cứ say rồi lịm đi, mặt ngồi đấy, cho đến khi người về và người đi chơi đã vãn cả. Cái vẻ ngoài lùi lũi, tưởng như vô hồn, vô cảm, đang chứa đựng một sức sống mạnh mẽ. Mị bước vào buồng, tiếng sáo vẫn đi theo mị. Căn buồng nơi ngục thất tinh thần, giam hãm và chôn vùi tuổi thanh xuân của mị với lỗ vuông bằng bàn tay, giờ đây lại chứng kiến những giây phút thật khác so với ngày thường của cô ấy. Đã từ nãy, mị thấy lòng phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Đó phải chăng là lúc mị đang sống trong những ảo giác của quá khứ, hay là sự thức tỉnh bất ngờ sau nhiều năm làm dâu nhà thống lý khiến lòng mị dạo dực những cảm xúc trộn rộn của niềm vui sướng, sự hồi hộp, thổn thức lẫn cả những khát khao. Hàng loạt những câu văn ngắn gọn được Tô Hoài sử dụng để diễn tả những suy nghĩ rất sáng rõ của nhân vật mị. Mị còn trẻ lắm, mị vẫn còn trẻ, mị muốn đi chơi. Hóa ra, sức sống trở về trong tâm hồn của người phụ nữ ấy không chỉ là cảm xúc, tiếng nói mà còn bằng cả ý thức. Cô ý thức được về mình, về tuổi thanh xuân và giá trị bản thân. Mị muốn bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, u tối để đi đến không gian của sự hò hẹn, yêu thương. Cô muốn chạy theo khát vọng của tình yêu, hạnh phúc và tự do. Nhưng khi ý thức được quyền ấy cũng chính là lúc mị nhận ra thực tại. A Sử không bao giờ cho mị đi chơi Tết, là mị và A Sử không có lòng mà phải ở với nhau. Bao nhiêu năm nay, mị phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có hạnh phúc và ngay cả tự do cũng không có. Có lẽ chính điều ấy đã khiến mị có ý nghĩ, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mị sẽ ăn cho chết ngay đi, chứ không buồn nhớ tới nữa, nhớ đến chỉ thấy ứa nước mắt. Cô đã từng nghĩ đến cái chết, đó là những tháng ngày đầu tiên khi mị bắt đầu về làm dâu nhà thống lý. Và giờ đây, ý nghĩ ấy lại xuất hiện trở lại. Muốn chết, phải chăng chính là khát vọng của lòng khao khát sống, muốn sống cho ra một con người, muốn sống để có được tự do, có được hạnh phúc. Cả chuỗi đời đã qua của mị, cô đâu sống được như một con người. Muốn chết cũng là lúc con người đáng thương ấy đang rơi vào tột cùng của nỗi đau và sự tuyệt vọng khi ý thức được những bất hạnh của đời mình. Những đan cài giữa hiện tại và quá khứ, giữa cảm xúc vui sướng và đớn đau cứ dâng trào trong tâm hồn người con dâu gạt nợ ấy. Tiếng sáo đã đến rất gần với mị, từ bay lửng lơ ở ngoài đường thì giờ dập dờn trong đầu mị. Nó không chỉ nhắc nhớ cho mị mà còn thúc đẩy mị thực hiện những hành động quyết liệt hơn. Sự xuất hiện của A Sử không mảy may tác động đến mị. Cô đến góc nhà, lấy một ống mỡ, sắn một miếng, bỏ vào đĩa đèn cho thêm sáng. Người phụ nữ tội nghiệp ấy không chỉ muốn thắp sáng không gian, mà dường như muốn thắp sáng chính cuộc đời tăm tối của mình. Đó là ánh sáng của lòng yêu đời phơi phới đang trở lại trong tâm hồn của người phụ nữ ấy. Người ta thường nói, khát khao sẽ hình thành ý chí sẽ hình thành hành động. Đi chơi không chỉ còn là ý nghĩ hay khao khát trong mị nữa, nó biến thành hành động. Mị quấn lại tóc với cái váy hoa phía trong vách. Đó là một hành động liều lĩnh như hành động nhặt vợ của chàng trong câu chuyện Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Hành động ấy chứng tỏ mị dám chống lại cường quyền, chống lại bóng ma nhà thống lý để đi theo tiếng vẫy gọi của tự do, hạnh phúc. Ngay cả khi mị bị trói vào bằng một thúng sợi đay và chính mái tóc của mình, phải chịu những đau đớn tột cùng về thể xác, thì sức sống ấy vẫn bùng cháy mạnh mẽ. Mị nghe tiếng sáo, nó đưa mị đến những cuộc chơi, những không gian hò hẹn. Suốt đêm ấy, mị lúc mê, lúc tỉnh, lúc nồng nàn tha thiết nhớ để hòa vào không gian hạnh phúc trong tâm tưởng, không gian của ảo vọng từ quá khứ. Nhưng có lúc, vòng dây trói quấn chặt thân thể mị
và mái tóc quấn vào cột lại nhắc nhớ hiện tại của cô, một hiện tại cay đắng, ê chề. Mị thổn thức khóc để nghĩ mình không bằng con ngựa. Một nhà văn chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy. Tô Hoài, một nhà văn có thể coi là như vậy. Bằng tấm lòng nhân ái và giàu lòng trắc ẩn, Tô Hoài đã viết về những thân phận người miền núi cao Tây Bắc với sự đồng cảm sâu sắc. Họ là những người nghèo đói, lạc hậu, bị vùi dập bởi những thế lực hữu hình và vô hình, nhưng luôn tiềm tàng một sức sống mạnh mẽ. Sức sống ấy không mất đi dẫu có bị tàn phá, bị chà đạp thế nào đi chăng nữa. Đó là sức sống của niềm khao khát tự do, khao khát được hạnh phúc, khao khát tình yêu, những khao khát rất con người. Vẻ đẹp tâm hồn của Mị cũng là vẻ đẹp tâm hồn của con người lao động Tây Bắc mà nhà văn Tô Hoài tìm kiếm bấy lâu. Nhà văn phải là người đi tìm kiếm hạt ngọc ẩn trong bể sâu tâm hồn con người. Nguyễn Minh Châu. Quả thật thế, sự nâng niu trân trọng và niềm tin vào khát vọng sống cho ra một con người cũng làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm. Đoạn văn góp phần vào bản tuyên án mạnh mẽ sự tàn ác và sức mạnh độc tôn của chế độ phong kiến miền núi đã đẩy con người vào những bi kịch đau đớn. Một tác phẩm chân chính bao giờ cũng là sự tôn vinh con người qua những hình thức độc đáo. Tô Hoài đã rất thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật qua việc miêu tả diễn biến tâm trạng đầy phức tạp của nhân vật Mị. Ngòi bút của ông đã luồn lách vào khóc quất tâm hồn nhân vật với đan cài giữa hiện tại và quá khứ, với những cảm xúc đối lập giữa khổ đau và sung sướng, để từ đó phát hiện ra vẻ đẹp không ai ngờ tới và bị che lấp của con người Tây Bắc. Nghệ thuật trần thuật uyển chuyển, linh hoạt, diễn biến tâm trạng đa dạng nhưng rất hợp lý. Lời văn có lúc bay bổng giàu chất thơ, lại có lúc giản dị ngắn gọn và chân chất hiện thực. Từ đó đã tạo nên chất trữ tình, chất hiện thực của một tác phẩm văn học. Nghệ thuật là sự vươn tới và níu giữ mãi tình người cho con người. Cái cốt lõi của nghệ thuật chính là tính nhân đạo. Nguyên Ngọc. Xét đến cùng, văn học không chỉ phản ánh hiện thực mà còn có ý nghĩa nhân đạo hóa con người. Với vợ chồng A Phủ, Tô Hoài không chỉ khéo léo nêu lên bản chất của xã hội thời bấy giờ, mà ngòi bút của nhà văn còn nâng cao con người trên đôi cánh của tình yêu thương. Nhờ thế mà văn chương của ông vẫn xanh mãi với thời gian, nó giữ lại cho chúng ta đời sống, phả lại những nhịp đập của lịch sử, nói lên chuyện muôn đời của kiếp nhân sinh. Đúng như lời của một nhà thơ đã từng khẳng định, sông Tô một thoáng mây mờ, Phủ Hoài lặng tiếng vẫn chờ đợi ai, chuyện Tây Bắc mãi nguôi ngoai, vợ chồng A Phủ nhớ ai bên trời. Hình ảnh Tô Hoài và tác phẩm vợ chồng A Phủ vẫn còn mãi với thời gian.